Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. To như con bò là một cách ví von khá phổ biến trong ngôn ngữ đời thường, ám chỉ những con vật to một cách bất thường so với hình dung của chúng ta về chúng. Con ếch to như con bò, con chó to như con bò hay con heo to như con bò, đại loại vậy. Vậy còn con chuột to như con bò thì sao? Nói đến đây chắc các bạn lại hình dung ra những con chuột cống to đùng phải không nào? Hay là capybara, loài gặm nhấm to nhất thế giới hiện nay? Tuy nhiên, trong lịch sử trái đất, đã thật sự từng tồn tại một loài chuột đúng nghĩa là to như con bò mà có thể bạn chưa từng nghe bao giờ. Đó là loài chuột nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Chuột là từ mà chúng ta hay dùng để chỉ nhiều loài động vật thuộc bộ gặm nhấm, Rodentia, dù cho không phải toàn bộ động vật trong bộ gặm nhấm đều là chuột, bởi ngoài chuột ra thì còn có sóc, nhím và hải ly nữa. Những giống loài mang tên chuột hết sức đa dạng, từ chuột nhắt, chuột cống, chuột trù cho đến chuột nhảy, chuột lang nước. Đa phần đều là những loài nhỏ nhắn nhưng cũng có loài khá to. Hiện nay loài gặm nhấm lớn nhất, cũng là một loài mang tên chuột và có kích thước lớn nhất, chính là chuột lang nước capybara. Một loài vật rất được yêu thích trên mạng xã hội, với ngoại hình tuy to lớn nhưng dễ thương, cùng tính cách sởi lởi được dân gian đồn là ai cũng chơi được. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những meme capybara đang nằm chiêu chiêu bên cá sấu, một kẻ săn mồi đáng sợ trong hệ sinh thái của chúng. Tất nhiên là trong thực tế, cá sấu vẫn có thể sơi capybara, nhưng thường là con nhỏ, chứ còn capybara trưởng thành thì khó có cá sấu nào nhai nổi. Ấy thế mà capybara vẫn chỉ là một kẻ tí hon, nếu so với gã khổng lồ thật sự của các loài gặm nhấm. Vào thập niên 1960, trên những vách đá thuộc bãi biển Kiyu ở tỉnh San Jose, Uruguay, hai nhà cổ sinh vật học Julio César Francis và Alvaro Moniz đã phát hiện nạp hóa thạch của một loài gặm nhấm có kích thước khá lớn, bao gồm các phần của hàm dưới và răng. Họ đã thành lập một chi và loài mới để mô tả các mẫu vật này, lấy danh pháp là Artigaisia Magna, trong đó tên chi Artigaisia dùng để vinh danh người anh hùng dân tộc Uruguay, José Artigas, có tên loài Magna có nghĩa là to lớn. Đến năm 2007, Alvaro Moniz đổi tên chi này thành Josepho Artigasia, do trước đó cái tên Artigasia đã được đặt cho một loài giun tròn. Năm 2008, nhà cổ sinh vật học Andres Rinderneck và một nhà khoa học khác tên là Rudermer Ernesto Blanco đã thành lập một loài mới cùng chi Josepho Artigasia, đó là Josepho Artigasia Monesi, dựa trên một hộp sọ rất to và gần như hoàn chỉnh. Tên loài đương nhiên là để vinh danh Alvaro Moniz vì những công trình nghiên cứu của ông về các loài gặm nhấm ở Nam Mỹ. Và thật đáng kinh ngạc khi chiếc hộp sọ này có chiều dài lên tới hơn nửa mét, hay chính xác hơn là 53 cm, thậm chí còn dài hơn hộp sọ của loài bò lớn nhất 0,2 cm. Với kích thước hộp sọ này, thậm chí khỏi cần các phần khác của cơ thể, chúng ta đã có thể khẳng định đây là loài gặm nhấm lớn nhất từ trước đến giờ, bởi loài nắm giữ kỷ lục trước đó, Phoberomys battersoni, chỉ dài hơn 30 cm về hộp sọ. Hộp sọ của capybara, loài gặm nhấm nổi tiếng của chúng ta, chỉ dài bằng khoảng một nửa hộp sọ của Josepho Artigasia monesi. Cũng trong nghiên cứu năm 2008, dựa trên những so sánh tương quan về kích thước hộp sọ và kích thước cơ thể của 13 loài thuộc 8 chi gặm nhấm khác nhau trong phân thứ bộ Histrigognathi, Rinderneck và Blanco đã ước tính Josepho Artigasia monesi khi còn sống có thể nặng từ 468 đến 2568 kg, còn trung bình khoảng 1211 kg, tức chúng có thể nặng gấp 40 lần capybara. Cũng trong cuối năm đó thì một nghiên cứu khác của nhà sinh vật học người Canada, Virginie Mullen, cho rằng những ước tính của nhóm nghiên cứu Uruguay hơi khống, đồng thời đưa ra ước tính mới trong đó sử dụng dữ liệu phong phú hơn, đưa cả những cá thể capybara nhỏ nhất vào trong bộ dữ liệu. Theo tính toán của Mullen, Josepho Artigasia monesi có cân nặng rơi vào khoảng từ 272 đến 1535 kg, trung bình là 903,5 kg. Đến năm 2022, nhà sinh vật học người Mỹ Russell Engelman, một trong những nhà khoa học chuyên nerf kích thước động vật, chẳng hạn như đơn Clusters, cũng tham gia một cuộc tranh luận về kích thước thật sự của Josepho Artigasia. Và như bạn có thể đoán trước, Engelman đưa ra những ước tính chặt chẽ hơn rất nhiều, cho rằng cân nặng của Josepho Artigasia monesi chỉ khoảng 254 cho đến 576 kg.
Điểm khác biệt là trong khi hai ước tính trước dựa vào capybara, vốn là một loài khác họ với Josephus Artigasia monacy, thì Russell Engelmann dựa vào Pacarana, một loài gặm nhấm thuộc họ Deinomidae cũng được cho là họ hàng còn sống gần nhất của Josephus Artigasia. Engelmann cũng đưa ra ước tính chiều dài từ đầu đến đuôi của Josephus Artigasia monacy là 262 cm. Bất chấp ước tính nào là chính xác, Josephus Artigasia vẫn là loài gặm nhấm lớn nhất từ trước đến giờ và chúng hoàn toàn đúng nghĩa với câu to như bò, bởi bò nhà thông thường sẽ nặng hơn nửa tấn và dài khoảng 2,5 m. Với kích thước này thì ngay cả loài lớn nhất thuộc họ mèo là hổ răng kiến Smilodon populator có cân nặng khoảng 220-436 kg cũng chưa chắc xây được con chuột to như con bò Josephus Artigasia. Kích thước không chỉ là thứ duy nhất đáng chú ý để nói về Josephus Artigasia. Hàm răng và lực cắn của chúng cũng rất dễ khiến người ta ấn tượng. Ở Josephus Artigasia monacy, chúng có những chiếc răng hàm khá lớn so với tiêu chuẩn của một loài gặm nhấm, với bề mặt nhai có thể lên đến 24 cm². Mỗi chiếc lại có 5 đường gờ, giúp làm tăng hiệu quả nghiền thức ăn, giúp chúng có thể ăn được những loại thức ăn cứng. Trong khi đó thì hàm trên và hàm dưới đều có một cặp răng cửa dài và rộng. Cấu tạo hộp sọ của chúng rất chắc chắn, trong đó điểm gắn dành cho cơ masseter, hay còn gọi là cơ cắn ở Josephus Artigasia, có độ sâu lớn nhất trong các loài gặm nhấm, cho thấy chúng có thể tạo ra một lực cắn rất lớn khi đóng hàm lại. Ngoài ra thì chúng còn có một khoảng hở khá lớn giữa răng cửa và răng hàm. Những đặc điểm này khi kết hợp lại tương đồng với những gì được chứng kiến ở các loài gặm nhấm chuyên dùng răng cửa để đào bới hoặc để xử lý vật cứng như các loại hạt hoặc gỗ. Năm 2012, các nhà nghiên cứu Uruguay đã đưa ra ước tính lực cắn của Josephus Artigasia monacy là từ 799 đến 1199 N, còn trung bình là khoảng 959 N. Lực cắn này mạnh hơn nhiều so với lực cắn của gấu Bắc Cực là 751 N và mạnh hơn một chút so với lực cắn của báo Jawa là 1104 N. Đến năm 2015, họ lại đưa ra ước tính cụ thể hơn, trong đó lực cắn tại răng cửa là 967-1850 N, còn các răng hàm phía trong có thể từ 2000-5500 N. Đặc biệt hơn là hộp sọ của chúng có thể chịu được áp lực lớn gấp vài lần so với lực cắn đó, cho thấy hộp sọ này không chỉ được thiết kế cho một lực cắn khủng. Với cặp răng cửa và lực cắn như vậy, chúng có thể sử dụng như một vũ khí tự vệ lợi hại trước các kẻ săn mồi đáng sợ ở Nam Mỹ khi đó như chim khủng bố, cá sấu hay thú ăn thịt. Một cú cắn từ những con chuột này dư sức làm gãy xương của đối thủ. Hàm răng này cũng cho phép Josephus Artigasia tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau, từ trái cây, hạt hay thậm chí là rễ cây. Giám định đầu vị carbon cho biết chúng ưa ăn lá và trái cây hơn. Dù vậy thì có lẽ cũng giống như capybara, chúng vẫn có thể xơi cỏ hoặc rễ cây trong những thời kỳ thức ăn khan hiếm. Trong các hình ảnh phục dựng thoạt nhìn thì bạn có thể liên tưởng về mối quan hệ gần gũi giữa capybara và Josephus Artigasia, nhưng thực chất thì chúng không cùng một họ gặm nhấm với nhau. Trong khi capybara thuộc họ Cavidae có liên hệ gần gũi với chuột lang mà chúng ta vẫn nuôi, thì Josephus Artigasia lại thuộc họ Deinomidae, và họ hàng gần gũi nhất còn sống của chúng là chuột Pacarana. Tuy nhiên nếu xét sâu xa hơn thì Capybara và Josephus Artigasia cùng thuộc một nhóm lớn hơn là Caviomorpha, nên giữa chúng cũng có nhiều đặc điểm tương đồng. Josephus Artigasia sống cách chúng ta khoảng 3-2 triệu năm trước, từ thượng tân muộn cho đến cánh tân sớm tại vùng đất là Uruguay ngày nay. Vào thời đó thì chúng chung sống với nhiều loại động vật có vú móng guốc ăn thực vật, thú có mai như Glyptodon, lưới đất khổng lồ, mèo răng kiếm, chim khủng bố, và thậm chí một loài capybara cổ đại có tên là Cagliatherium thalicei. Hóa thạch cá và rùa cũng được tìm thấy cùng hệ tầng với Josephus Artigasia. Nơi đây có thể từng là một khu rừng gần cửa biển. Mặc dù vậy, nếu Josephus Artigasia đạt đến kích cỡ khi trưởng thành, thì rất khó có kẻ săn mồi nào có thể đe dọa được nó. Vì là loài ăn thực vật nên có lẽ nó cũng sẽ không chủ động tấn công ai, ngoài trừ trường hợp bảo vệ con non và lãnh thổ. Thế nên, Josephus Artigasia hoàn toàn có thể là một phiên bản cổ đại hơn của Bộ trưởng Ngoại giao Capybara. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.